Vâng, xin kính chào tất cả mọi người đang xem kênh AFC Điện Biên. Kính chúc mọi người luôn bình an, sức khỏe, hạnh phúc và phát tài. Mời mọi người cùng du lịch qua màn ảnh nhỏ để đến với quán của hai vợ chồng đứa em, chuyên làm đồ ăn sáng và cơm đặt, có thể ship đến tận nhà cho mọi người. Kéo dài khắp các tỉnh Tây Bắc đang có hiện tượng mưa, lũ. Đường nông thôn mới có đổ bê tông rồi. Một số đoạn này đang rải đất đá để sắp tới đổ thêm một lượt nữa cho rộng ra. Thấp thoáng ở bên kia, quán nhà các em đã hiện ra. Mất khoảng hơn 3 phút đi bộ là sẽ xuống đến đường cái quốc lộ 12B của tỉnh Hòa Bình. Biển quảng cáo rất đẹp, chuyên làm các món ăn sáng, cơm đặt và có thể ship đến tận nhà cho khách. Đây mọi người, nguyên liệu để chế biến món ăn ngày hôm nay là 3 chú thỏ, mỗi chú nặng 3 cân nhá. Mỗi bát là một con. Tiến hành bọc màng thức ăn lại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đây. Quán mở được lâu năm chưa em? Tháng 6 năm ngoái em thử. À, có nghĩa là chuyển về đây tháng 6 năm ngoái đúng không? Chuyển về tháng 4 năm ngoái à? Nơi này đã đón tiếp rất là nhiều vị khách đến ăn uống và thưởng thức những món ngon. Tiện đường lắm mọi người ạ. Địa chỉ là khu phố Dạnh, Đông Bắc Kim Bôi, Hòa Bình, cách Hà Nội 60 km, cách đường quốc lộ 6 từ đỉnh Cun xuống là 13 km. Đây, em đang là đun nước nóng rồi, làm lông mấy con thỏ này. Đầu bếp chính pha nước lạnh vào để tầm khoảng 80 độ thôi nhỉ. Rồi cho vào tắm qua nước lạnh đã, xong cho vào đây. Quá nước là lông nó bị sát đúng không? Không thể nhổ được nhỉ? Nhưng em làm có kinh nghiệm rồi thì lo gì? Nhiều hôm là nhớ à? Nhớ tay à? Sẽ vặt từng con một đây. Tí nữa lại nhúng tiếp con kia. Bàn tay điêu luyện của người đầu bếp làm sẽ nhanh hơn những người bình thường.
Trong chốc lát chú thỏ đã gần trắng tinh rồi. Mỗi chú thỏ sẽ được tắm một lần nước nóng, đảm bảo sự nóng đều của nồi nước. Một em thứ hai sẽ được tắm nào. Làm lông xong rồi đây mọi người ơi. Sạch sẽ, trắng muốt đấy nhờ. Tiếp theo em nó sẽ khò cho con thỏ vàng ra, giòn ra và ngon lên. Có cái khò công nghiệp kia chắc chắn là nó sẽ nhanh hơn. Khò bé này làm từ từ dần dần vẫn được mà nhỉ. Khò bé thì làm bếp bé thôi, khò như này cũng mình điều chỉnh được. Món chuối này là xào với cái gì đây em? Rồi. Món cây chuối mà nấu với các món ăn khác là đặc sản của Hòa Bình nhá mọi người. Rất ngon và sạch nữa. Nấu với canh tiết này, xương lợn. Hôm nay sẽ xào với thỏ. Ăn rất là ngọt. Rồi. Xào để nói chung là món này cho thêm các gia vị vào ăn ngon mà nhờ. Lâu rồi anh không được dùng món này bao giờ đấy. Giai đoạn rửa sạch và mổ sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Thịt thỏ này có đặc điểm ăn sẽ không bị ngấy, không có mỡ thừa nhiều. Da của nó giòn, nộm mà với sả ớt rồi xào lăn, ăn rất là ngon. Khâu sơ chế mất thời gian nhiều. Lọc thì nhanh thôi em nhở. Chặt chân đi. Chân này sẽ không dùng được nhá mọi người. Chỉ lấy mỗi thịt với lại xương trên thôi. Tai của nó sẽ làm tái nộm này. Tiết canh sẽ lấy phần sụn chỗ khác đúng không em? Cho tí sụn vào ăn nó mới ngon, ăn sần sật. Tay nghề lọc thịt của em nó đây mọi người ạ. Lọc này mình lọc sơ thôi chứ không, mình không lọc lấy lọc hết thịt đi. Đúng rồi, mình còn làm món khác. Hôm nay sẽ làm 7 món thỏ. Này cho thêm tiết canh, làm tiết canh này. Đó, nhân này đã cũng đã chuẩn bị một lúc từ nãy rồi. Khai món đầu tiên của bữa ăn ngày hôm nay là tiết canh. Nhân là phải chuẩn bị cho nó chín sẵn đã.
để nguội sau đó đánh nó mới đông chặt. Hai vợ chồng em chăm chỉ làm kinh tế đây, mọi người hãy đến ủng hộ nhá. Có cái bếp công nghiệp này xào nấu nó nhanh nhở. Món quay đây là gọi là tấu lên để cho nó ngấm đều gia vị đúng không? Ồ. Một lát nữa sẽ chia ra bát và hãm thôi. Làm món này là phải đầy đủ gia vị như này cơ mà nhỉ? Cho vào nó mới ngon. Ngọt. Mỗi món nó mới có kiểu gia vị riêng. Đúng rồi. Món chiên lá lốt đây. Lúc nữa làm luôn để mọi người cùng quan sát. Món này là om riềng mẻ này. Đang sôi rồi. Làm thỏ này cầu kỳ đúng không em? Bây giờ là thái sả cho vào ướp. Món quả mướp ngọt luộc ăn kèm với thịt thỏ nhá mọi người. Thái để xào à? Món xào. Đúng là làm được 7 món thật nhờ. Món đây là món hấp cách thủy, cho thêm lá chuối vào nó sẽ tạo cái mùi thơm nhá. Sôi mạnh đấy nhờ. Quá tuyệt vời. Lửa thì to, xào một lúc là chín ngay bây giờ. Món này là món xào cây lóng nhá mọi người. Sau một lúc xào món này đã chín rồi đây mọi người. Rất hấp dẫn nha. Đây là rượu dừa. Đặc sản Kim Động Hưng Yên à. Đó, rượu dừa nhá mọi người. Người ta đã khoan cái quả dừa này hút hết nước của nó đi và cho rượu vào đấy. Để ủ. Càng lâu càng ngon.
làm song song hai món. Quá tuyệt vời mọi người ạ. Đấy, đã có một tí lửa cháy lên trên chảo. Cho thêm chút da aji ngon vào, tạo hương vị đậm đà cho món ăn. Món xào lóng đã cho ra mâm rồi đây. Đến lượt món xào lăn sẽ lên mâm cùng với món xào cây chuối này. Và đây à, xào lăn em cho xào lăn đây rồi đúng không? Tuyệt vời, rất ngon. Quả mướp ngọt này cũng luộc sẵn rồi nhá mọi người. Đây là rau ăn kèm này. Sẽ cuốn cái lá lốt này với tất cả các gia vị, ăn theo tùy ý người thưởng thức ẩm thực của quán Xuân Ngân. Món này vừa quay xong đây, quay chảo mỡ nóng ngập rất là ngon đấy, đùi quay đấy. Món chiên lá lốt đang được chiên mẻ đầu tiên rồi, sắp chín sẽ cho lá lốt vào. Lá lốt sẽ giòn như là bánh đa vậy, ăn sẽ rất là ngon. Chiên lá lốt rồi, tuyệt vời. Mẻ cuối cùng này sẽ cho lá lốt vào trao cùng. Lá lốt giòn lên rồi đấy, tí bày cùng với lại cả cái đĩa này nữa, chia ra làm 3 phần. Tiếp tục nữa, một lúc nữa là 4 món chính, đó là chiên lá lốt. Còn em nó đang chặt cái món quay đùi. Món quay đùi sẽ bày vào nữa. Món sáo mẻ này là nấu cùng với tiết của nó đúng không em? Đấy, gọi là như món giả cầy đấy nhỉ? Tí nữa là nó sẽ sánh lên, chan với bún là quá ngon luôn, không thể chê vào đâu được rồi. Dù chế biến sơ chế thức ăn thế nào, cái khâu bày mâm cũng rất là quan trọng đây này mọi người này. Sẽ tạo được cái độ thẩm mỹ, độ ngon, độ bắt mắt của thức ăn, làm cho các thực khách cảm thấy rất hấp dẫn. Cái canh thỏ ăn thì không thể chê vào đâu được rồi. 3 chú thỏ được 3 bát tiết mà em nó hãm giỏi lắm, không bị đông một tí nào, sánh mịn. Tí nữa đánh ra là chắc chắn là đông như thạch rồi. Mì chính cho vào một chút này, và nước lọc, nước trắng. Đúng rồi,
quá đỏ luôn, đỏ tươi đấy mọi người ạ. Mâm cỗ như này là quá đẹp, ngon bổ rẻ, tuyệt vời đấy. Kính thưa mọi người, sau một thời gian khoảng 3 tiếng đồng hồ, hai vợ chồng em gái của mình đã làm món ăn và thỏ 7 món. Một là món thỏ chiên lá lốt, sau đó đến hấp quay đùi xào cây chuối này hay xào lóng này và xào lăn. Còn các món phụ thì có quả mướp ngọt này hay là quả lạc lầy đấy, dưa chuột, canh này. Món canh này nấu với mẻ, sau đó cho một ít tiết của nó vào, bún để ăn kèm và món canh để chan. Và món hấp dẫn nhất trong bữa tiệc ngày hôm nay, trong 7 món ngày hôm nay, đó chính là món tiết canh. Thực sự để mà nói, món tiết canh này ai cũng rất thích, khi vào mâm cỗ nhìn rất là hấp dẫn rồi. À, món dưa hấu tráng miệng nữa. Một mâm này mà các em làm tổng là 650.000. Như thế mọi người có thấy ưng ý không? Ưng về giá cả và ưng về độ thẩm mỹ của món ăn và độ ngon của món ăn không nào? Mời mọi người cùng thưởng thức qua màn ảnh nhỏ nhé. Có lẽ video ngày hôm nay xin phép được dừng tại đây. Một lần nữa kính chúc mọi người luôn bình an, sức khỏe, hạnh phúc và phát tài. Khi xem video rất mong nhận được sự yêu mến của mọi người là ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video sau.